Cậu cũng đừng đứng đó nữa, giúp tôi cởi cúc áo đi. Thế này ư? Tốt lắm, cho tay vào. Có phải chúng ta tiến triển hơi nhanh không? Có phải lần đầu đâu. Hả, thật ư? Sao tôi không biết? Có muốn thử lại không? Tay của tôi cử động rồi. Tôi thấy thân thể của cậu thành thật lắm. Không thể nào, sao tôi lại không nhớ? Yên tâm, tôi sẽ để cậu nhớ lại, giống như cậu năm đó. Lần sau cậu chủ động đấy nhé, nhớ động tác của tôi. Cơ thể mềm mại quá, bắt đầu từ hôn môi đi. Mùi hương trên người chị thơm thật. Không tồi, vào trạng thái rồi. Đương nhiên, vệ hàn tước tôi là ai cơ chứ? Không chịu nổi nữa nhỉ? Chị làm gì thế? Cậu nói xem. Thế này cũng trực tiếp quá đấy. Cậu sợ rồi à? Ai nói tôi sợ? Vậy thì thả lỏng đi. Ôm lấy tôi, cảm giác này quen thuộc quá. Ừ, thế nào? Ừm. Nào, hôm nay cậu thuộc về tôi. Chị bây giờ làm gì? Cứ để tôi dẫn dắt, đi theo tiết tấu của tôi. Chị đừng kích động quá. Đây đúng là việc thể lực mà. Sao bình thường anh ấy làm được vậy? Yêu khí đấy, nghe qua chưa? Phù, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát. Phù, xem ra thể lực của cậu cũng kém đi nhỉ. Hừ, ai nói vậy, thể lực của tôi tốt lắm đấy. Cậu đúng là đột ngột thật. Ha ha, đừng có xem thường tôi. Tốt lắm. Vệ hàn tước cứ như thế tiếp tục. Chị giỏi thật. Vậy cũng là nhờ phúc của cậu. Vệ hàn tước trẻ nhỏ dễ dạy. Chị có phải bây giờ tôi đã là người của chị không? Cậu là người của tôi lâu rồi. Tôi thật sự mất trí nhớ sao? Đúng vậy. Vậy trước đây tôi là người như thế nào? Là người đàn ông, trong đầu chỉ có một chuyện. Xem ra tôi là người rất chuyên chú. Ừ, đúng là chỉ có chuyện này. Đúng rồi, phải nói chuyện ở đây cho Thất Ca và Lịch Lão Nhị, bảo bọn họ đến cứu chúng ta. Lịch Lão Nhị, chẳng phải cậu ta đi làm lính rồi sao? Về rồi sao? Thì ra trước đây Lịch Lão Nhị còn từng đi làm lính. Chẳng trách Thất Ca không phải đối thủ của anh ta. Anh ta về rồi, lương thực ở đây cũng không đủ, chúng ta cũng không ra ngoài được. Lịch Lão Nhị cũng không biết trận pháp mà vào, sao vào được? Vậy chỉ đành để Thất Ca giải quyết Cù Thiên Lăng thôi. Đi thôi, sao thế? Đợi đã, có hơi khó thở. Vệ hàn tước, cậu sao thế? Tôi khó thở, chị giúp tôi đi. Như thế này, này. À, vệ hàn tước, cậu học hư rồi. Ồ, chẳng phải trước giờ tôi đều vậy sao? Giọng điệu này sao giống anh ấy thế? Quân, tôi còn nghĩ là anh sao? Đoán thử xem. Cách cởi đồ này cũng chỉ có anh thôi. Vẫn là Quân hiểu anh, nắm bắt thời gian. Em mới mặc xong mà. Quân, phối hợp với anh. Anh, đừng vội. Tôi không nhịn được nữa rồi. Cái gì không nhịn được nữa? À chị, sao chúng ta lại biến về đúng lúc này, thật là. Này, bây giờ cậu đứng dậy tôi. Ngoan, tiếp tục. Dù sao cũng không phải là lần đầu. Lẽ nào cậu không biết? Ai không biết chứ, nhìn đây. Tốt lắm. Tôi vẫn tiếp tục được. Vậy thì đừng dừng lại. À, cái này có hơi nhói tay. Vợ làm gì thế? Không biết Lịch Lão Nhị có phát điên không? Tên này nghĩ gì thế nhỉ? Mình thế này mà cậu ta cũng không tức giận. Lịch Lão Nhị có chuyện rồi. Này Tiểu Thất, nghĩ gì thế? Chuyện gì? Quân bị nhốt, tước gia ngốc rồi. Chỉ có thể dựa vào Cù Thiên Lăng thôi. Bị nhốt gì chứ, ngốc là sao? Cậu nói chậm thôi. Để tôi điều chỉnh lại tư duy.
đừng đánh đau, tôi đau lòng. Là An An và Tước Gia, bọn họ bị nhốt trên đảo đạn dược của Kinh rồi, hả? Vậy còn đợi gì nữa, đi cứu người. Anh đừng nóng vội, quanh đó có cơ quan, liều mạng xông vào thì sẽ chết, hả? An An nói Cù Thiên Lăng có thể phá giải được cơ quan. Xì, tên đó đâu có bản lĩnh như thế. Lịch lão nhị, được rồi, tên đó cũng có chút bản lĩnh. Tôi chỉ sợ Cù Thiên Lăng không dễ dàng đồng ý với tôi, nhưng lại không thể không đi cứu họ. Nếu tên đó không đồng ý, tôi lấy súng bắn hắn. Đừng có suốt ngày đánh đánh giết giết như thế. Vậy ý của cậu là bất kể hắn đưa ra điều kiện gì thì cậu cũng... Tôi sẽ giữ chừng mực, tôi lo cậu sẽ không vui. Tôi chỉ là... Tiểu Thất, đây là lần đầu tiên cậu lo cho tôi nhỉ? Trong lòng cậu có tôi, đương nhiên tôi sẽ không thể làm khó cậu. Tôi muốn xem cậu quan tâm tôi như thế nào. Đã lúc nào rồi mà cậu còn... Một lúc thôi, để tôi nhớ mùi hương trên người của cậu. Lịch lão nhị, đồng ý với tôi, Tiểu Thất không được để tên đó làm thế này. Đương nhiên rồi. Được không? Cùng lắm cũng chỉ được hôn thôi. Này, cậu đừng có làm như tôi đi hiến thân thế chứ. Được rồi, tôi đi nói chuyện xem sao đã. Thật sao? Chỉ là nói chuyện. Đương nhiên tôi cũng không có sức hấp dẫn như vậy. Không chừng Cù ca cũng không còn thích tôi nữa. Cậu không biết cậu có sức hấp dẫn thế nào đâu. Lịch lão nhị, dừng lại đi. Dừng lại gì chứ, tôi không hiểu. Bây giờ mà anh vẫn còn tâm trạng à? Tôi đi tìm Cù ca đây. Đợi đã, tôi đưa cậu đi. Tôi lên đây. Nửa tiếng sau mà cậu không xuống thì tôi xông vào đấy. Anh đừng làm loạn. Điều này liên quan đến An An đấy. Lục Tiểu Thất, hôn tôi. Tiểu Thất, sao em lại đến đây? Mau vào đi. Em ngồi trước đi. Thật ra em có chuyện này muốn nhờ anh, là thế này. Thật ư? Vậy anh có thể cùng em đi cứu An An không? Em đến cầu xin anh. Cù ca, chỉ cần anh chịu đồng ý, em có thể đồng ý mọi yêu cầu của anh. Tiểu Thất, em biết anh muốn gì mà, nhưng em với Lịch Mộ Quân, anh không được sao? Xin lỗi, trừ chuyện này ra, những chuyện khác không thử sao mà biết được. Thật sự không được sao? Cù ca, xin anh đừng. Vậy hẹn hò với anh được không? Một ngày thôi. Đợi cứu họ về thì hẹn hò với anh một ngày. Phù phù, đầu đau quá, hình như còn hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Cậu còn chịu được không? Ừ. Hàn Tước, anh khôi phục lại rồi sao? Cảm giác này rất quen thuộc. Lẽ nào vẫn chưa khôi phục? Tôi muốn... Chị tiếp tục đi. Được thôi. Cậu phải cố chịu đấy. Đừng vội, chị sẽ để cậu nhớ lại. Chị, bây giờ tôi cũng xem như người có kinh nghiệm rồi chứ. Với chút kinh nghiệm của cậu. Vậy tôi nghiêm túc thế nào? Hàn Tước. Đây là cảm giác của anh ấy, lẽ nào? Tập trung vào, đừng kêu bậy bạ. Tôi thích chị. An Quân, bọn tôi đã cho một số người chuyển qua đó rồi. Hừm, bên trong còn có gì vậy? Còn có rất nhiều thuốc nổ và mìn tay. Tốt lắm, đến lúc đó cho nổ hòn đảo này, kiểu gì kinh cũng sót lắm cho xem. Nhưng cô An Quân, chúng ta ra ngoài thế nào đây? Chúng ta không ra ngoài, đợi người đến cứu viện. Thật ư, họ vào được sao? Với năng lực của Cù Thiên Lăng chắc chắn không thành vấn đề. Yes, cuối cùng cũng ra được rồi. Sao cậu nóng lòng muốn ra ngoài vậy? Đương nhiên, ra ngoài thì không cần gặp anh nữa. Ồ, xem ra hình tượng của tôi trong mắt cậu không được tốt lắm nhỉ? Rất không tốt. Cô An Quân, tên đó xử lý thế nào? Đừng lãng phí, lấy hắn đi thử cơ quan ở đây đi. Người anh em, anh đây đưa cậu đi thắp đèn. Quá hung bạo. Tức ra đâu? Không ngờ mình và người phụ nữ này lại... Mình có hiểu cô ấy không? Mình...
Tước gia lại sao thế? Không sao, cứ làm quen dần đi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bây giờ phiền nhất là bệnh của Tước gia. Bệnh bệnh gì cơ? Ai bị bệnh? Anh tỉnh rồi. Tỉnh rồi, chẳng phải nãy giờ anh đều ở đây sao? Tước gia, cuối cùng anh cũng quay lại rồi. Cung Tuấn, cậu đi kiểm tra xung quanh xem có mật đạo không. Kinh nhất định sẽ để lại đường lui. Vâng. Vẫn là bây giờ anh đẹp trai nhất. Ồ. Lúc trước anh không đẹp trai à? Không phải chứ, lại biến trở lại rồi sao? À, chị kẻ địch lại tấn công rồi sao? Không phải chứ, cứ gặp kích thích là thay đổi à? Qua, wow, nước ở đây cũng sạch đấy. Lát nữa chúng ta ra bơi đi. À, ồ, được rồi. Sao cậu không thay đồ bơi? Tôi hình như không mang đồ bơi. Chẳng phải ở trong túi của cậu sao, là tôi cất vào mà. Hay là cậu muốn cởi chuồng xuống bơi? Tôi thay xong rồi. Thân hình này đúng là nhìn mãi không chán. Chị chảy nước miếng rồi. Hừ, tôi nhìn người đàn ông của tôi thì có gì mà không được. Đi bơi thôi. Phù. Vệ Hàn Tước, sao cậu chưa xuống? Tôi hồi nhỏ tôi suýt thì chút đuối. Gần đây tuy đỡ sợ nước hơn rồi, nhưng bơi thì... Anh ấy lại sợ nước sao? Không sao, xuống đây chị dạy cậu. Ừm, cũng không sâu lắm. Được rồi, dạy cậu. Chị không sao chứ? Thôi vậy, chết thì chết. Chị, em đến cứu chị đây. Chị, cậu đừng lo. Vệ Hàn Tước, cậu sao rồi? Chị giỏi thật đấy. Sau này còn bơi nữa không? Lúc cậu nín thở, cố thả lỏng thân thể, để thân thể tự nổi lên. Tốt lắm, thả lỏng thân thể. À, ha ha, xin lỗi lỡ tay. Khụ khụ, chị làm gì thế? An Quân, hai người đang bơi à? Ừ, em đang dạy anh ấy bơi. Tước gia, thì ra anh không biết bơi à? Phù, Tước gia, quả nhiên đáng sợ từ nhỏ. Ha ha, hai người tiếp tục đi, tôi vào trong. Mới vậy mà đã bỏ cuộc rồi à? Không tập nữa, lý thuyết tôi biết rồi, luyện 2-3 lần là biết. Nếu là cậu thì sẽ sớm học được thôi. Tôi vào trong đây. Ơ, cậu định cứ thế mà đi à? Sao lại thế này? Vệ Hàn Tước, cậu cũng biết thính quá đấy. Rõ ràng cậu không kiềm chế được mà còn muốn đổ cho tôi à? Đều tại chị còn gì. Đợi cậu đấy. Tôi đi lấy khăn. Ai da, tiêu rồi, không giữ được thăng bằng. Hàn Tước, ngốc, nồng thế này mà cũng trượt được. Cuối cùng, anh cũng trở về rồi. Sao anh lại trở về được thế? Chẳng phải không nói cái này vội. Cái này là em làm đúng không? Người ta không có cố ý mà. Vậy thì em phải phụ trách tiêu thụ. Tiêu thụ, đương nhiên là để nó trở về như cũ rồi. Đang thanh thiên bạch nhật mà, Cung Tuấn còn ở bên trong đấy, đơn giản thôi. Cung Tuấn, cậu qua đây. Vâng, Tước gia. Cung Tuấn, đi tìm gì ăn trước đi, trước khi trời tối không được quay về. Vâng. Lúc nãy là Tước gia ư? Tốt quá rồi, Tước gia về rồi. Anh thật lợi hại. Vậy sao, anh không chỉ lợi hại ở phương diện này đâu. Quân Quân, anh nhớ em rồi. Lâu lắm rồi, chưa ôm em. Quả nhiên là anh rồi. Vẫn quen thuộc hơn nhỉ. Đừng vứt xa thế chứ. Của anh, em cởi hay là anh tự cởi? Em giúp anh. Ở đây cũng tốt, anh không đợi được để vào trong. Chúng ta thật sự làm ở đây sao? Chỉ có 2 bước chân mà. Anh muốn em ngay lập tức này. Quân Quân, em chỉ thuộc về anh mà thôi. Anh còn ghen với chính mình à? Tình yêu đôi đó sao có thể là anh chứ?